Ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống như bánh cần sa, kẹo có chứa chất ma túy, nước xoài, sô-cô-la có chứa chất ma túy. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền cho người dân nhận biết các loại mới, phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc và thường xuyên cập nhật thông tin về tội phạm liên quan tới các loại ma túy này.